Đây là hai món cổ vật mà em đã trao gửi về cho khách hàng, một trong những cái bản dòng rất là giá trị của vật của triều nhà Nguyễn này, của vật của triều nhà Nguyễn đặt đi xứ ký kiểu bên Trung Hoa, được người anh ở Nghệ An ủng hộ. Đó, có bảo hành chuẩn cổ và có giấy bảo hành hẳn hoi. Và đây là cái đĩa Khang Hy chính triều, một trong những cái cổ vật rất là đẹp, giá trị. Đặc biệt cái đĩa này lành mà nó rất là sâu lòng. Đĩa lành rất là sâu lòng, rất là đẹp. Đó, tất cả những hiện vật đều được em bảo hành chuẩn cổ và gửi những cái chân kê. Khách hàng có nhu cầu mua chân kê thì cứ liên hệ với em. Đây là gỗ gõ hay còn gọi là gỗ gụ, nó chỉ 80.000 một cái, chỉ 80.000 một cái thôi. Chạm trúc rất là đẹp. Bác nào mà có nhu cầu thì gọi điện với em xin gửi những cái hiện vật này về, những cái chân trúc này về để cho các bác kê đồ rất là đẹp, chỉ với 80.000 thôi. Tất cả những cổ vật đều được bảo hành chuẩn cổ suốt đời và gửi về tận nơi cho quý khách hàng trên mọi nơi.